Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả xổ số miền Nam hôm nay, Chủ nhật ngày 26 tháng 6 năm 2022. Gồm có 3 đài: đài Tiền Giang, Kiên Giang và đài Đà Lạt. Chúc các bạn may mắn, bạn hãy nhấn cái chuông đăng ký ủng hộ mạnh với lớp 1, 1 đăng ký 1 like nhé các bạn.